chọn cái cách này. Và khi mà mình nghe tới cách thứ hai, đó là gì các anh chị? Đó là mình người ta sẽ trả cho mình 1.000 Việt Nam đồng một tháng nha các anh chị. Nhưng mà nó sẽ tăng cho các anh chị cấp số nhân. Cứ mỗi tháng người ta sẽ nhân đôi cái số tiền đó lên cho các anh chị. Và khi mà mình nghe con số bắt đầu là 1.000 đồng các anh chị, thì ngay lập tức là mình sẽ quay lại mình chọn cái cách số 1 ngay. Là 100 triệu ngay các anh chị. Chạy dài về cách số 1 ngay các anh chị. À đúng không các anh chị? Không có ai là đi chọn cái cách số 2 bắt đầu từ 1.000 đồng hết các anh chị. Nhưng mà các anh chị sẽ xem cái sự đến của cái việc cấp số nhân này các anh chị. Tháng thứ 2 đúng như công ty cam kết, người ta trả cho mình 2.000 là nhân đôi các anh chị. 2.000 thì các anh chị làm được cái gì các anh chị? Sau 30 ngày làm việc các anh chị ròng rã các anh chị được 2.000 đồng. Bây giờ làm gì được với 2.000 các anh chị? Bơm lốp xe ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ hai lớp là 5.000 rồi các anh chị. 2.000 không bơm được một lớp. Các anh chị hình dung mà 2.000 thì làm được gì các anh chị? Rất ít việc có thể được làm. Nhưng đây là cái số tiền các anh chị nhận được sau 30 ngày. À nhưng mà đó là ở tháng thứ 2. Nếu như mà nhiều người thì người ta sẽ bỏ cuộc các anh chị. Giống như kinh doanh của BSA cũng vậy thôi. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai có nhiều người ta đâu làm được gì đâu các anh chị. Và người ta có thể dừng lại ở đó. Hoặc là người ta sẽ kiếm được một chút cái gì đó. Nhưng mà nó rất nhỏ và không đáng kể. À nhưng mà sao các anh chị? Nếu như tiếp tục làm mà nó có cái cấp số nhân xảy ra các anh chị. Tháng thứ ba người ta trả cho các anh chị 4.000. Tháng thứ tư người ta trả cho các anh chị 8.000. Tháng thứ năm người ta trả cho các anh chị 16.000. 16.000 Việt Nam đồng nha các anh chị. À, một tháng mình bắt đầu với một con số rất nhỏ là 1.000. Và sau 5 tháng thì người ta trả cho mình là 16.000 các anh chị. Tháng thứ 6 người ta trả cho mình 32.000. Tháng thứ 7 người ta trả cho mình 64.000. Tháng thứ 8 người ta trả cho mình 128.000. Tháng thứ 9 người ta trả cho mình 256.000. Tháng thứ 10 người ta trả cho mình 512.000. Tháng thứ 11 người ta trả cho mình là 1.024.000. Và tháng thứ 12 người ta trả cho mình là 2.048.000. Theo như các anh chị, nếu đặt các anh chị vào vị thế này thì sau bao nhiêu tháng các anh chị sẽ mong muốn quay lại cách tính thứ nhất? Các anh chị sẽ dừng ở cái tháng nào? Các anh chị sẽ rơi rụng ở tháng thứ nào? Các anh chị thử cộng lại hết đi. Sau một năm vất vả làm việc mà mình cộng lại hết tất cả những cái này á, thì mình sẽ có bao nhiêu tiền các anh chị? À mình sẽ có đâu đó tầm khoảng chưa tới 5 triệu các anh chị. Chưa tới 5 triệu. Trong khi với cái cách tính này này các anh chị, với cách tính thứ nhất á, à với cách tính thứ nhất thì sao các anh chị? Các anh chị đã có cho mình là 1 tỷ 2 sau một năm đầu tiên rồi các anh chị. Rớt không các anh chị? Chắc chắn là rớt các anh chị. Nếu như mà mình không rớt thì chỉ có một trong hai trường hợp nó xảy ra thôi. Hoặc là mình có một cái gọi là gì các anh chị? Lân lân ở đây có nghĩa là gì các anh chị? Tâm lý không bình thường, có nghĩa là trên mây xuống gió các anh chị. Các anh chị hình dung à? Người ta ông bà mình nói thôi, nói rõ ra là hơi hơi khùng khùng điên điên các anh chị, thì mình mới có thể lựa chọn cách này thôi. Còn cái thứ hai các anh chị, đó là gì các anh chị? Các anh chị vẫn lựa chọn cách này là do các anh chị hiểu rất là rõ về cấp số nhân các anh chị. Các anh chị không làm vì một số cái số tiền nào đó, một vài cái giá trị tiền bạc nào đó ở những tháng đầu tiên các anh chị. Cái sự theo đuổi các anh chị nó khác. Cái sự theo đuổi của các anh chị nó nằm ở cái kết quả mà một thời gian dài nó có thể mang lại. Và cụ thể là những năm về sau, khi mà cấp số nhân nó bắt đầu xuất hiện các anh chị. Vậy thì các anh chị sẽ xem năm thứ hai nó sẽ là một cái câu chuyện như thế nào này các anh chị. Tháng tiếp theo từ 2 triệu mình lượt lên hẳn 4 triệu. Trong khi thằng bạn mình một tháng nhận 100 triệu, nó có 1 tỷ 2 thì nhiều khi bây giờ nó góp tiền nó xây một cái nhà hay nó mua một chiếc xe hơi rồi các anh chị. Còn các anh chị lúc này á, mình mới chỉ có 4 triệu thôi. Qua tháng thứ 2 của năm thứ 2 mình sẽ có 8 triệu. Sang tháng thứ 3 mình sẽ có 16 triệu. À bắt đầu lúc này là bắt đầu có tiền tốt hơn chút xíu. À đúng không các anh chị? Tháng thứ 4 là 32 triệu. Tháng thứ 5 là 65 triệu. Tháng thứ 6 là 131 triệu. Lúc này bắt đầu các anh chị có thấy nè. Cấp số nhân bây giờ nó mới bắt đầu hiện diện và nó bắt đầu kinh khủng nè các anh chị. Tháng thứ 7 nó là 262 triệu. Tháng thứ 8 nó là 524 triệu. Tháng thứ 9 nó là 1 tỷ 048 triệu. Tháng thứ 10 nó là 2 tỷ 097 triệu. Tháng 11 nó là 4 tỷ 194 triệu. Và tháng 12 là 8 tỷ 388 triệu. Vậy thì nếu mà cái này là mình đi sau đúng không? Sau một năm đầu mình đã có cái gì đâu. Nhưng tới năm thứ hai, nếu mà bây mình tổng kết lại cái năm thứ nhất này coi như mình dục luôn cũng được. Các chị không cần lấy cái tiền đó luôn. Mà mình chỉ cần coi như là mình dục luôn hết tất cả những cái tháng mà gọi là
tháng 1 của năm thứ hai mình dục luôn, tháng 2 của năm thứ hai mình dục luôn, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 dục luôn, các chị cho tiền cho ai đó luôn cũng được các chị. Mình chỉ giữ lại đúng cái hoa hồng của mình ở tháng 12 thôi các chị. Thì sao các chị? Nó đã là một cái gì đó nó rất là khác biệt rồi. Và cái mà mình sẽ theo đuổi ở trong kinh doanh BC các chị, nó không phải là cái hoa hồng của các chị mỗi tháng đâu. Cái đó nó sẽ rất là nhỏ nếu mà 5 năm nữa, 10 năm nữa hay thậm chí là đời con của các chị mà người ta kế thừa cái user của các chị. Đời con của các chị thì lúc đó Ấn cũng sẽ không có còn làm BC nữa, mà có thể là con của Ấn sẽ phải làm BC. Để mà làm gì các chị? Để mà đảm bảo cái hoa hồng cho con của các chị, hoặc con của mình mà không đủ năng lực thì cũng phải kiếm một cái người nào đó học nước ngoài, nước Tây, nước Ta gì đó về đây để mà làm BC, để mà giúp cho các chị có thể là gì? Cấp số nhân của mình cho những cái thế hệ mai sau của mình nữa các chị. Vậy thì các chị sẽ thấy rằng là gì? Lúc đó mình mới thấy là gì các chị? Nó mới ý nghĩa. Nó ý nghĩa là vì những cái điều đó các chị. Nên là gì các chị? Làm BC mà nhìn vào cái cấp số nhân, làm vào BC mà kể cả những cái giai đoạn đầu tiên á, mà nó không có kết quả gì, hoặc là làm BC có kết quả rồi nhưng mà một giai đoạn sau mà nó khó khăn, nó thử thách, nó cực kỳ là nhiều những cái gian nan nhưng mình vẫn làm, thì nó chỉ có hai nhóm thôi các chị. Một nhóm người là lân lân, còn một nhóm người là gì các chị? Hiểu rất là rõ về cấp số nhân. Vậy thì các chị là nhóm nào? Các chị là nhóm nào? Các chị comment xuống dưới giúp cho Ấn nha. Hiện tại là các chị đang theo đuổi cấp số nhân, đúng không các chị? Nếu như Ấn thì Ấn nghĩ không lầm, và chắc chắn là không lầm các chị. Các chị đang theo đuổi cấp số nhân, đúng không các chị? Vậy thì đó chính là hệ thống các chị. Hệ thống nó được vận hành từ cấp số nhân, và cấp số nhân để mà nó có thể diễn ra các chị, nó cần thời gian. Mỗi lần mà các chị gặp khó khăn, mỗi lần mà các chị cảm thấy cái kinh doanh của các chị mà nó có một cái trở ngại nào, cái kinh doanh của các chị mà nó cảm thấy đứng đứng, thì các chị hãy đặt ra một cái câu hỏi. Nếu như các chị không làm BC nữa, các chị có thể chọn một công việc khác. Nhưng công việc đó nó có thể giúp cho các chị có thể tạo ra công thức về cấp số nhân không? Công thức đó nó có thể khả thi không? Nếu như nó không, các chị, Ấn khuyên các chị hãy đi tìm kiếm một cái nơi nào có thể giúp cho mình tạo được cấp số nhân. Và ngay lúc này, nếu như mà đặt vào bàn cân, đặt trên những cái nền tảng khác nhau, đặt trên những cái mô hình kinh doanh khác nhau, thì Ấn nghĩ rằng BC đang là một trong những cái mô hình tốt nhất có thể giúp các anh chị ứng dụng cấp số nhân vào thực tế các anh chị. Đó là cái điều mà mình phải khẳng định và mình phải thừa nhận là như vậy các anh chị. Vậy thì để mà cái cấp số nhân này nó nhanh xảy ra với các anh chị, các anh chị hình dung như thế này nè. Khi mà cái cấp số nhân nó xảy ra, giống như bản thân Apple cũng vậy thôi các anh chị. Apple mất 43 năm để đạt được giá trị là 1.000 tỷ đô, nhưng chỉ mất 2 năm để đạt được 2.000 tỷ đô. Đây cũng là cái công thức của tốc cấp số nhân này các anh chị. Làm gì nó phải có một cái cấp số nhân nó xảy ra thì nó mới mang lại một cái tương lai mà nó thoải mái, một cái tương lai mà nó thay đổi toàn bộ số phận của mình. Các chị hình dung à, Apple ngay từ những cái ngày đầu tiên người ta đâu nghĩ được rằng cái hành trình của họ nó sẽ trải qua một cái hành trình dài như vậy đâu các chị. Mất 43 năm để tạo được giá trị là 1.000 tỷ đô, nhưng mà chỉ mất đúng 2 năm tiếp theo thôi các chị để mà có thể đạt được 2.000 tỷ đô. Cũng giống tương tự như trong cái kinh doanh BC của các chị. Các chị có thể mất cả 2 năm, 1 năm hay là 3 năm trời để có một cấp số nhân. Nhưng từ sau đó, cái cấp số nhân đó khi mà nó diễn ra rồi các chị, nó sẽ rất là nhanh chóng, nó giúp cho các chị có thể chinh phục được những cột mốc tiếp theo. Đó, nên là mình phải hình dung được, mình phải cho một cái thời gian để cấp số nhân xảy ra. Giống như các chị đẻ một đứa con cũng vậy thôi. Mình phải mang nặng đẻ đau là 9 tháng 10 ngày, chứ đâu thể nào đùng cái vợ mình muốn là ngày mai có con là tối nay về sản xuất phát mai có con đâu các chị, không có. Mà phải là gì các chị? 9 tháng 10 ngày nó phải có một cái quá trình. Rồi sau đó các chị muốn là gì? Đứa con của mình nó lớn lên sau này nó nuôi dưỡng được mình các chị, thì nó phải trải qua 18 năm học tập. 18 năm học tập sau đó nó phải gì các chị? Nó phải là gì các chị? Đi làm. Rồi nó đi làm nó phải có một cái thời gian thăng tiến, nó phải có một cái thời gian ổn định, nó phải có một cái thời gian phát triển. Sau đó cái đứa con nó của mình các anh chị nó mới có thể quay lại và nó nuôi nấng nó phụng dưỡng mình được các anh chị. Nó cũng cần một cái thời gian dài, có thể đó là một cấp số nhân nho nhỏ để mà nó xảy ra các anh chị, nhưng nó cũng cần thời gian. Thì tương tự giống như kinh doanh BC cũng vậy các anh chị. Các anh chị cần phải có cái thời gian để đội nhóm của mình nó phát triển, để mà những thành viên trong đó người ta được ứng dụng cấp số nhân các anh chị. Nên các anh chị phải hiểu rất là rõ về công thức này. Bất cứ một cái lúc nào mà mỏi gối trùng chân, đặc biệt là 3 sao các anh chị, mình sẽ phải nhớ về công thức cấp số nhân. Sau cùng mình làm BC vì cái điều gì các chị? Tiền, không thiếu cơ hội để giúp các anh chị kiếm tiền. Sản phẩm tốt, không thiếu nơi để giúp cho các anh chị có cái sản phẩm tốt để sử dụng. Một cái môi trường để các anh chị có thể giao lưu học tập phát triển bản thân, không thiếu các anh chị. Nhưng một cái môi trường tổng hòa tất cả những cái yếu tố đó lại, và quan trọng nó được xây dựng trên một cái nền tảng cấp số nhân, để mà nó có một cái điều gì đó trong tương lai của mình, thì BC chính là nơi có thể làm được cái điều đó cho các anh chị. Ok. Vậy thì để công thức cấp số nhân này nó nhanh diễn ra hơn,
À, các chị sẽ hình dung là gì? Cấp số nhân, nếu như mà các anh chị nhìn cái cấp số nhân á, thì cái yếu tố gì là cốt lõi của cấp số nhân, các anh chị biết không? Con người, các chị, con người chứ không phải dân số, các anh chị. Dân số nó chỉ là cái hệ quả tất yếu của con người được tạo ra trong hệ thống, trong đội nhóm của các anh chị mà thôi. Và nếu như có một điều nào đó có thể giúp cho hệ thống của các anh chị có thể ứng dụng được cấp số nhân, thì nó là những thành viên trong đội nhóm, đó chính là những con người các anh chị. Dân số không thể giúp dân số cấp số nhân, các anh chị hãy nhớ cái điều đó, nhưng mà con người mới giúp cho hệ thống cấp số nhân, con người mới giúp con người cấp số nhân được các anh chị. Nên nếu như có một cái điều mà các anh chị cần phải đặt trọng tâm, nó không phải là dân số tháng này của các anh chị tăng trưởng bao nhiêu, à, mà là gì các anh chị, mà là con người trong hệ thống các anh chị tăng trưởng như thế nào các anh chị. Cái đó nó mới là cốt lõi của cấp số nhân, cốt lõi của hệ thống các anh chị. Dân số của mình tháng này có thể lên, tháng sau có thể xuống, dân số nó chỉ là bề mặt nổi thôi các anh chị, nó chỉ là 20% thôi. Nhưng nếu như mà các anh chị để cái dân số đó nó đánh lừa, các anh chị thấy dân số của mình tháng này nó tăng trưởng bao nhiêu phần trăm đó, 40%, 50%, hoặc thậm chí nó gấp đôi so với dân số tháng trước. Nhưng khi mà mình nhìn sâu vào đội nhóm của mình, nhìn sâu vào hệ thống của mình, các anh chị thấy con người không tăng trưởng, thì đó là vấn đề, đó là lúc mà các anh chị nên buồn chứ không phải các anh chị nên vui đâu. Nên là gì các anh chị hãy nhớ, cốt lõi của hệ thống là con người, và chỉ có con người mới giúp cho hệ thống cấp số nhân, còn dân số không bao giờ tự nó cấp số nhân được các anh chị. À, các anh chị comment xuống dưới cái ý này giúp chấm nha. Vậy thì làm cách nào để mình có thể tối ưu được cái yếu tố con người trong hệ thống của mình các anh chị? Thì nó phải quay về một cái bài học. Đó là gì các anh chị? Đúng người các anh chị, đúng người nó rất là quan trọng. Nếu như anh chị nào mà mình làm BC á, mà mình cảm thấy khó, mình cảm thấy mất thời gian, mình cảm thấy mình đang dành nhiều thời gian, hoặc là các chị đang không biết cách tổ chức, hoặc là các anh chị đang làm không đúng người các anh chị. Còn nếu như mà các anh chị làm với đúng người, các anh chị biết cách tổ chức, các anh chị biết phối hợp, thì nó easy, các anh chị, nó rất là dễ. Nếu như mà các anh chị làm với sai người, bây giờ các anh chị cứ thử tưởng tượng nha. À, các anh chị áp dụng 7 bước thành công với tất cả mọi người, cái điều đó là cái điều các anh chị cần phải làm. Nhưng mà có phải rằng các anh chị sẽ áp dụng thành công 7 bước thành công với tất cả mọi người không? Xin thưa là không có đâu các anh chị. Sẽ có cái người mà người ta tiếp thu 7 bước thành công từ các anh chị được 20%. Có người người ta tiếp thu được 30%, có người tiếp thu được 50%, có người tiếp thu được 100%. Và người ta phát triển rất là tốt. Nhưng cái vấn đề ở đây là các anh chị lại quá dành thời gian cho những người chỉ tiếp thu được 10%, 20%, hoặc thậm chí họ là những cái người không đưa tay cho các anh chị. Các anh chị hãy thử tưởng tượng có một cái người mà người ta rớt xuống hố. Người ta rớt xuống hố các anh chị. Người ta muốn các anh chị kéo lên, và bản thân các anh chị cũng muốn kéo họ lên. Kinh doanh của BC là kinh doanh giúp đỡ người khác mà. Cái hoa hồng của mình nó sẽ cao, cái quyền lợi của mình nó sẽ tăng, tỷ lệ thuận với số người, lượng người mà mình giúp các anh chị. Tuy nhiên, mình muốn giúp cái người đó, nhưng mà nếu như họ không đưa tay ra cho các anh chị nắm, thì lấy gì mà các anh chị kéo lên? Bây giờ các anh chị cứ đứng ở quanh cái hố đó, các anh chị cứ đi qua đi lại, các anh chị dùng đủ mọi biện pháp, các anh chị cố gắng nói, các anh chị làm bước 1 ký à đại lý làm rồi, bước 2 trải nghiệm sản phẩm, các chị la làng đủ thứ xung quanh cái hố đó, nhưng quan trọng nhất người ta không có đưa tay cho các chị nắm, thì làm sao mà các chị kéo người ta lên được các chị. Nên quy luật 80 20 luôn luôn đúng các chị. Cấp số nhân của các chị nó được vận hành bởi bởi là gì các chị? Bởi 20% những cái nhân tố trong hệ thống của các chị, và chính 20% đó nó sẽ mang lại 80% cái gọi là gì các anh chị, cái hiệu quả, cái doanh số của đội nhóm của các anh chị. Và cái việc của các anh chị là phải dùng 80% thời gian của mình để dành cho 20% cái số lượng người đó các anh chị. À, cái công thức 80 20 này cực kỳ đúng các anh chị. Cái công thức 80 20 nếu mà các anh chị đọc trong cái cuốn sách là 80 20, nó đã duy trì trong cái xã hội này, trong cái thế giới này là cả trăm năm nay rồi các anh chị, và nó rất chuẩn xác. 80 20 các anh chị. Trừ khi các anh chị làm không đúng với công thức này, các anh chị làm sai, các anh chị đi ngược lại. Các anh chị cố gắng dùng 80% cái thời gian của mình để tập trung vào 20% những cái người mà người ta chỉ có thể tạo ra là gì các anh chị? À, người ta chỉ có thể tạo ra 20% kết quả. Nó làm cho cái kinh doanh của các anh chị trở nên khó khăn. Nó làm cho cái kinh doanh của các anh chị trở nên mất thời gian. Và các anh chị phải phân loại rất là rõ ràng trong cái hệ thống kinh doanh của các anh chị. Sẽ có những người là người tiêu dùng, sẽ có những cái người là khách hàng, sẽ có những cái người là người lựa chọn làm thêm bán hàng, sẽ có những cái người là nhà kinh doanh, nhưng sẽ có những cái người là thủ lĩnh thực thụ. Việc của mình là tổ chức tốt, tạo ra một cái môi trường tốt, tạo ra một cái phễu tốt. Mình có chê bất cứ một cái nhóm đối tượng nào ở trong đây không các anh chị?
Mình có từ chối level 1, mình có từ chối level 2, mình chỉ tập trung làm cho level 3 và level 4 không các anh chị? Không. Mình không từ chối bất cứ một nhóm đối tượng nào hết các anh chị. Việc của mình là tạo ra một cái sân chơi đủ rộng, sân chơi đủ lớn để dành cho tất cả mọi người, người ta có thể đều tham gia vào. Nhưng đứng ở cái vai trò của mình là một cái người leader, là một cái người tổ chức trò chơi, là một cái người đứng từ trên cao mà mình nhìn xuống dưới, các anh chị phải biết phân loại. Phân loại ra những cái gọi là dạ, những cái nhân tố có trong đội ngũ của các anh chị. Bởi vì thời gian của mỗi người là có giới hạn. Và nếu như bản thân các anh chị không chăm sóc cho những cái nhân tố tiềm năng thì ai sẽ chăm sóc thay cho các anh chị? Các anh chị nghĩ rằng cái người bạn, cái người giới thiệu ra, cái người người bạn của các anh chị, là cái người đại lý F1 của các anh chị có thể chăm được cái người F2 hả? Nếu như mà cái người F2 là một cái người tiềm năng thì chính các anh chị phải là cái người nhìn thấy cái điều đó và nuôi dưỡng họ các anh chị. À, các anh chị hình dung à? Nên là cái một trong những cái điều quan trọng của người lãnh đạo các anh chị. Đó là gì các anh chị? Đó là nuôi dưỡng nhân tài. Trong bất cứ một cái tổ chức nào nó muốn phát triển mạnh, các anh chị, nó cần phải có những cái người nhân tài. Và để mà nhân tài có thể phát triển và có thể là gì ạ? Trở thành một nhân tài, nó cần phải có một cái quá trình nuôi dưỡng. Các anh chị có thể comment xuống dưới cái ý này các anh chị. Đó là nuôi dưỡng nhân tài rất là quan trọng. Tổ chức cần phải có nhân tài các anh chị. Không có nhân tài không thể phát triển rộng lớn và nhanh chóng được các anh chị. Nhưng trước khi mà các anh chị làm cái bước là nuôi dưỡng nhân tài các anh chị, các anh chị cần phải có thêm một cái bước nữa là gì các anh chị biết không? Cái bước gì các anh chị? Đó là tìm ra nhân tài các anh chị, phát hiện nhân tài các anh chị. Đó chính là một cái người leader thật thụ các anh chị. Một cái người lãnh đạo thật thụ là phải biết rằng nhìn trong rất là nhiều những cái bùn đá, phải nhìn ra một cái viên kim cương. Nó đang ở cái dạng thô sơ nhất nhưng mà nó có thể ánh lên một cái ánh sáng. Và khi mà nhìn thấy cái ánh sáng đó thì mình biết chắc đây chính là kim cương. Và việc của mình là đem cái viên đá thô sơ đó, cái viên đá mà tưởng chừng như nó không khác gì với những cái viên đá xung quanh, nhưng mình nhìn ra đó là kim cương, về mình mài dũa nó, về mình nuôi dưỡng nó, và nó trở thành một cái viên kim cương lung linh lóng lánh ấp và là gì các anh chị? Tỏa sáng các anh chị. Đó chính là cái việc mà một cái người leader cần phải làm các anh chị. À, và cái kinh doanh các anh chị càng làm càng khỏe, cái kinh doanh các anh chị càng làm nó càng nhanh. Nó phụ thuộc vào cái số lượng nhân tài trong cái đội ngũ của các anh chị. Mà ở đây trước khi mà người ta là nhân tài, mình tạm gọi họ một cái yếu tố. Đó là gì các anh chị? Nhân tố tiềm năng các anh chị ha. Bây giờ mình chưa biết họ có cái hành trình mà để họ thành nhân tài nó còn xa lắm. Nhưng bây giờ tạm thời mình dùng cái kính lúp, mình soi vô cái hệ thống của mình các anh chị, để mình tìm ra những cái nhân tố tiềm năng. Và nếu như bây giờ trong một tháng các anh chị tổng kết lại cái doanh số các anh chị tăng á, nhưng mà các anh chị lấy cái kính lúp các anh chị soi toàn bộ hệ thống các anh chị, mình không thấy có xuất hiện thêm những cái nhân tố tiềm năng nào các anh chị, thì đó là vấn đề của các anh chị mà các anh chị cần phải xử lý. Vậy thì ngay giờ phút này các anh chị chuẩn bị tổng kết tháng 10 này, mình chuẩn bị qua tháng 11 các anh chị. À đúng các anh chị. Vậy thì bây giờ ngoài cái việc doanh số các anh chị tăng ấn nghị, hầu hết tất cả các anh chị ở đây đều có doanh số tăng trong cái tháng vừa rồi, tại vì doanh số công ty của mình tháng này nó kinh khủng lắm các anh chị. Tuy nhiên á, các anh chị thử dùng cái kính lúp của mình đi. Các anh chị bây giờ mình không có nghĩ tới cái mục tiêu của tháng 10 nữa, mà nghĩ tới mục tiêu của tháng 11 đi. Thì bây giờ mục tiêu tháng 11 của chính mình nó phải bắt đầu từ đâu các anh chị? Làm cách nào để các anh chị có thể đặt một cái mục tiêu cao hơn, một cái mục tiêu xa hơn, và cụ thể chính xác nó là bao nhiêu B-boy cho tháng 11 các anh chị? Nó dùng cái gì để mà làm căn cứ các anh chị? Chỉ có một cái căn cứ duy nhất, đó là các anh chị dùng cái kính lúp các anh chị soi rằng là trong tháng 10 này team của mình xuất hiện bao nhiêu nhân tố tiềm năng mới các anh chị. Các anh chị có làm cái hoạt động đó mỗi tháng không? Các anh chị có soi sâu xuống từng cái đội nhóm của các anh chị. Nếu như các anh chị đang là tổng đại lý, những cái nhóm đang phát triển tốt thì không nói, nhưng mà những cái nhóm mới của các anh chị, các anh chị có đang dùng cái kính lúp để các anh chị soi xuống cái nhóm đó xem thử nó có xuất hiện một cái nhân tố tiềm năng nào đó mới hay không? Hay chính các anh chị là những cái đại lý 3 sao, các anh chị đang có một cái đội ngũ 5 người, 10 người, 20 người hay 50 người gì đó, không biết. Nhưng mà các anh chị có đang dùng cái kính lúp để mình soi ra những cái nhân tố tiềm năng? Và một cái lẽ dĩ nhiên các anh chị, nếu như các anh chị muốn có một cái nhân tố tiềm năng, nó không có phải là gì các anh chị, tự nhiên nó xuất hiện đâu các anh chị. Nhân tố tiềm năng không tự nhiên mà, người ta gọi là gì các anh chị, à, của nhà chồng được, giống như người ta hay nói một cái câu là gì, con gái đâu phải là để nuôi gọi là đẻ ra xong cho anh cưới đâu, không có, mà phải có cái quá trình nuôi dưỡng. Thì cũng tương tự giống vậy, mình muốn có một cái nhân tố tiềm năng các anh chị, thì các anh chị nó là một cái quá trình tích lũy. Trong suốt tháng 10 này các anh chị đã làm gì với đội ngũ các anh chị? Các anh chị đã chăm sóc, các anh chị đã nói chuyện, các anh chị đã làm 7 bước thành công như thế nào với từng cái nhóm nhỏ của mình để xuất hiện nhân tố tiềm năng?
chứ không phải đùng cái mình nhìn cái nó có nhân tố tiềm năng đâu các anh chị, không có đâu các anh chị, mà phải là nguyên một cái tháng 10 và thậm chí nó phải là cái sự tích lũy từ tháng 9 nữa kìa. Nên là cái việc tìm một cái nhân tố tiềm năng nó rất là quan trọng, tác động tới nhân tố tiềm năng đó, làm chuẩn 7 bước với cái nhân tố tiềm năng đó nó rất là quan trọng các anh chị. Và cái hệ thống của mình nó chắc là do những cái nhân tố tiềm năng này. À, và sau cùng thì mình nói về doanh số đúng không? Vậy thì cái doanh số của mình nó được tăng trưởng, nó được phát triển, nó được bền vững từ cái gì các anh chị? Từ những cái viên gạch. Và cụ thể cái viên gạch đó ở đây, nhân từ cái nhân tố tiềm năng đó nó sẽ được chuyển hóa thành cái gì các anh chị? Phải có một con số cụ thể. Kinh tế là kê và tính các anh chị, nó phải rất là rõ ràng. Vậy thì từ nhân tố tiềm năng đó, làm sao để biết rằng cái đó có phải là một nhân tố tiềm năng hay không? Và làm sao để biết rằng cái nhân tố tiềm năng đó mình chăm sóc có đang đúng cách hay không các anh chị? Nó phải có một cái thước đo được. Vậy thì cái thước đo ở đây là gì các anh chị? Theo như các anh chị đó là gì ạ? Yes, chính xác các anh chị. Quay lại với cột mốc đầu tiên. Đó là gì các anh chị? Một sao các anh chị. Nhân tố tiềm năng là nhân tố phải có khả năng lên được một sao các anh chị. Và kinh doanh của chúng ta nó bền vững từ những cái người một sao mới. Các anh chị muốn các anh chị duy trì ba sao mà không phải là các anh chị cứ cố bán hàng, cố bán hàng, cố bán hàng đâu các anh chị. Mà các anh chị phải tìm kiếm sâu ở trong cái đội ngũ của các anh chị ở bên dưới á, xem thử rằng là tháng này nè, có ai tiềm năng lên được một sao mới. Có nhiều các anh chị ở đây á, tại vì là cái việc bán lẻ các anh chị nó quá dễ dàng, hoặc là cái việc bán lẻ của một vài cái cá nhân nào đó nó quá dễ dàng các anh chị, có nghĩa là cái việc lụm sao các anh chị nó quá dễ dàng. Nhưng mà cái kinh, nên là các anh chị quên đi cái con số quan trọng, cái hạt gọi là gì? Cái viên gạch quan trọng nhất trong kinh doanh của BC, cái viên gạch nó làm quan trọng nhất đó là gì các anh chị? Đó chính là một sao. Một sao là cái cột mốc mà kể cả những cái người bình thường, những cái người không có những cái xuất phát điểm cao như một số các anh chị, những cái người mà không có nhiều khách hàng, những cái người mà không có nhiều cái điều kiện về tài chính, người ta vẫn có thể đạt được nếu như người ta làm chuẩn 7 bước thành công các anh chị. Và cái mình đang hướng tới một cái công thức, mình đang hướng tới một cái điều mà tất cả mọi người có thể làm được. Vậy thì đó chính là những cái người một sao mới trong nhóm của mình. Nếu như trong tháng đó các anh chị nhìn mà các anh chị không biết rằng bây giờ ai sẽ là cái người nhân tố tiềm năng mà mình lựa chọn để mà tháng này họ sẽ chinh phục cái cột mốc một sao mới, thì ấn xin chia buồn cùng các anh chị. Bởi vì đôi khi cái doanh số tháng đó các anh chị sẽ rớt. Nó bền là nó bền từ những cái người một sao mới đó các anh chị, chứ nó không phải bền từ cái việc mà một cái người nào đó người ta ráng bán thêm 9%, 12% đâu các anh chị, không phải đâu. Nó đến từ những cái người bền nhất là 6% ở bên dưới các anh chị. Và nó đến từ những cái người nhân tố tiềm năng. Một cái mục tiêu 12% mình đừng, ví dụ như bây giờ các anh chị có một cái nhóm bên dưới, việc của các anh chị bây giờ khi các anh chị đạt được 3 sao rồi, các anh chị phải giúp những cái nhóm bên dưới đạt được 3 sao đúng không? Thì bây giờ ví dụ như các anh chị có một cái người ta đang là 2 sao, mình muốn đẩy người ta lên 3 sao. Đúng không? Mình muốn đẩy người ta từ 9% lên 12%. Vậy thì các anh chị sẽ phải tập trung vào cái việc gì? Có phải là các anh chị sẽ tập trung cho người đó đạt được 12% không? Vậy thì cái mục tiêu chính của mình có phải là giúp cho người đó đạt được 12% không các anh chị? Xin thưa với các anh chị, mục tiêu đó nó chỉ là mục tiêu ảo thôi các anh chị. Cái việc mà các anh chị giúp cho người ta đạt được 12%, nếu mà các anh chị chỉ quá chú trọng vào con số 12% đó, nó chỉ là mục tiêu ảo thôi. Còn cái mục tiêu chính đó, là mình phải đi sâu xuống bên dưới cái đội nhóm của họ, tìm ra những cái nhân tố tiềm năng và giúp cho họ đạt được 6%. Nếu như ở bên dưới có một cái nhân tố tiềm năng đạt được 6%, thì á, là cái nhân tố ở bên trên á, người ta sẽ có khả năng cao người ta đạt được 9%. Và khi mà cái nhân tố ở bên trên đạt được 9%, thì cái khả năng cao là cái người các anh chị đang support, nó sẽ có thể đạt được là 12%, là 3 sao các anh chị. Vậy thì các anh chị không phải là các anh chị cứ làm việc tối ngày với cái người ở trên cùng để giúp cho họ đạt được 3 sao đâu. Mà các anh chị phải đi sâu xuống bên dưới, tìm ra cái nhân tố tiềm năng có thể lên được 6% và support bằng mọi giá, giúp cho họ lên được 6%, cho họ một cái plan rất là kỹ càng. Muốn lên 6% thì dùng cái công thức nào, bán lẻ bao nhiêu, tuyển dụng bao nhiêu người, những cái người tuyển dụng đó người ta sẽ trải nghiệm sản phẩm như thế nào, người ta sẽ khai trương như thế nào, người ta sẽ bán những cái sản phẩm gì đầu tiên. Và chỉ cần các chị bứng được cái gốc rễ 6% ở dưới cùng này lên nè, thì tự khắc cái nhóm đó nó sẽ lên 12%. Còn chừng nào mà các chị đẩy từ trên các chị đẩy xuống,
cái người đó có thể lên được 12% các anh chị, nhưng nó không bền, nó không bền các anh chị, tại vì các anh chị không có những cái nhân tố nó làm cứng ở bên dưới. Nên là cái 12% các anh chị lên đó là các anh chị lên bằng doanh số, chứ các anh chị không phải lên bằng con người, và các anh chị cũng càng không phải lên bằng nhân tố tiềm năng. Nên các anh chị phải lưu ý điều đó. Và khi mà các anh chị muốn bứng một cái người lên 6% nè, thì các anh chị cũng không phải là các anh chị làm việc trực tiếp với cái người 6% đó đâu, mà thậm chí các anh chị phải đào sâu xuống dưới cái người 6% đó. Các anh chị tìm thêm một cái nhân tố tiềm năng. Cái người đó có thể người ta là một cái người chỉ cần đạt được 20 triệu B-boy thôi. Khi mà cái người đó đạt được 20 triệu B-boy thì tự khắc cái người kia sẽ lên 6%. Các anh chị liên tục tìm những cái nhân tố tiềm năng ở bên dưới sâu trong đội ngũ của các anh chị. Càng sâu nó càng tốt các anh chị. Và khi mà các anh chị tìm ra được những cái nhân tố tiềm năng đó rồi, thì các anh chị sẽ làm gì với họ? Các anh chị sẽ làm gì? Các anh chị comment xuống dưới một cái ý. Các anh chị comment xuống một cái công thức duy nhất mà các anh chị sẽ làm với nhân tố tiềm năng giúp chấn đi. Làm master nhất với nhân tố tiềm năng về cái điều đó các anh chị. Làm master nhất. Why cũng chưa đúng, ABC cũng thiếu luôn. 7 bước thành công các anh chị, chính xác rồi các anh chị. Hãy làm master, hãy tạo một cái năng lượng tốt nhất, hãy làm chỉnh chu nhất. 7 bước thành công với tất cả những nhân tố tiềm năng ở tầng sâu mà các anh chị có thể thấy. Hãy dùng kính lúp soi sâu xuống dưới, sâu xuống nhất có thể các anh chị, để tìm cho ra những cái nhân tố tiềm năng đó. Hoặc là làm với cá nhân, hoặc là gom họ lại, nhưng phải làm 7 bước thành công thật chuẩn với những người đó các anh chị. Thì các anh chị sẽ có những cái người 6%. Và khi mà các anh chị có những cái 6%, các anh chị sẽ có 9%. Khi các anh chị có những người 9%, các anh chị sẽ có những cái người 12%. Và điều quan trọng là cái sự 6% mới nó sẽ có liên tục các anh chị. Khi mà các anh chị bắt đầu sao chép được những cái điều đó cho những cái người khác, người ta cũng có thể làm được giống như các anh chị, thì các anh chị sẽ có một cái đội ngũ rất là bền. Khi mà các anh chị lên 3 sao, các anh chị phải làm vất vả hơn rất là nhiều so với 1 sao, 2 sao các anh chị. Bởi vì các anh chị phải vừa làm cái vai trò của 1 sao, các anh chị vừa làm cái vai trò của 2 sao, và các anh chị phải đi sâu xuống để các anh chị làm cái vai trò của 3 sao nữa các anh chị. Chứ không phải 3 sao là được rung đùi đâu các anh chị, không có đâu. Càng lên cao mình phải làm, và càng với nhiều cái vị trí, càng nhiều cái vai trò, nhưng mà nó xứng đáng các anh chị. Mình chỉ sợ mình không có việc để mà làm thôi. À, giống như Ấn hay nói với các anh chị, nếu như mà mình đo cái hiệu quả công việc của mình trong vòng 1 tuần, 1 tháng, thì mình dùng những cái chỉ số nào để mình đo? Có 3 cái chỉ số để mà các anh chị đo. Một là cái số cuộc gặp 21 trong một tuần, trong một ngày mà các anh chị có. Cái số gặp cuộc gặp 11 trong một ngày mà các anh chị có. Cuộc gặp 21, cuộc gặp 11 là cái lúc mà các anh chị thực hành 7 bước thành công, nó đi chi tiết nhất các anh chị. Thì nó phải được tính bằng ngày. Đây là cái lúc mà các anh chị rèn giũa những cái nhân tố tiềm năng. Đây là cái lúc mà các anh chị xây dựng một cái kết nối bền chặt với cái nhân tố tiềm năng của các anh chị. Đây là lúc mà các anh chị kích phá những cái nhân tố tiềm năng của các anh chị. Nếu như mà các anh chị không có một những cái cuộc gặp 2111, làm sao mà các anh chị có thể mà kích hoạt được nhân tố tiềm năng của mình các anh chị? Bây giờ làm online nó quá dễ dàng các anh chị. Chỉ cần hẹn lên Zoom, chỉ cần là Messenger, chỉ cần là Zalo Call, tất cả mọi thứ đều được. Nhưng hãy chuẩn bị tâm thái cho họ để có một cái gọi là gì các anh chị, một cái cuộc gặp 2111 tốt. Nó được tính theo tuần. Nó được tính theo ngày. Sau đó là những cái cuộc gặp 3-4 người để hướng dẫn cái kỹ năng cho họ. Những cái điểm chung, những cái điểm khó khăn, những cái điểm mà mình cần tháo gỡ, nó liên quan tới cái phương pháp là chủ yếu các anh chị. Ở những cái nhóm 3-4 người, tại vì nếu mà lớn hơn các anh chị không có thể nào mà tìm ra được một cái nhóm lớn hơn 10-20 người, họ có cùng một cái điểm yếu, họ cùng có một cái nhược điểm, họ cùng có một cái mối quan tâm vào cùng một lúc đâu các anh chị. Nhưng mà nhóm 3-4 người các anh chị hoàn toàn có thể làm được cái điều đó. Vậy thì cái cuộc gặp 3-4-5 người này đó, nó chủ yếu là nó sẽ cần các anh chị là gì? Để mà các anh chị mổ xẻ, các anh chị lên năng lực cho họ, các anh chị dạy về kỹ năng, các anh chị dạy về phương pháp cho họ. Để mà các anh chị hướng dẫn họ một cái điều gì đó. Thì nó sẽ được tính theo tuần. Một tuần các anh chị có bao nhiêu lần làm những cái buổi kỹ năng giống như vậy. Và sau đó mình sẽ phải có những cái cuộc gặp là gì các anh chị, toàn bộ đội nhóm của mình. 10-20 ngày, 20 người nó tính theo tháng. Các chị, một tháng các anh chị có bao nhiêu cuộc. Một cái người leader chuẩn, một ngày phải có không dưới 3 cuộc 2111. Một cái người leader chuẩn một tuần phải không bao giờ có dưới 2-3 cuộc làm cái nhóm nhỏ 4-5 người. Một cái leader chuẩn một tháng không bao giờ có dưới 2-3 cuộc làm với lại là một cái đội nhóm lớn, các chị, toàn bộ đội nhóm của mình. Vậy thì đội nhóm các chị đã làm chưa? Các chị đã làm những cái điều đó chưa? Các chị hãy dùng những cái chỉ số đó thật sự là rõ ràng ra để mà mình thống kê cho đội nhóm của mình. Ok các chị. Và sau cùng, trong 7 bước thành công đó, nó có một cái tinh hoa các chị. Và cái tinh hoa đó nó là cái phần quan trọng nhất mà Ấn luôn luôn là gì các anh chị. Nếu như Ấn có cơ hội làm với một cái người mới nào đó, Ấn sẽ tập trung vào cái phần này là phần đầu tiên các anh chị. Mình sẽ tập trung sâu nhất vào cái phần này. Cái hình này nó thể hiện cho các anh chị cái điều gì các anh chị.
Đó là gì các anh chị? Mục tiêu các anh chị. Các anh chị muốn đội nhóm các anh chị tăng trưởng đúng không? Các anh chị muốn đội nhóm các anh chị phát triển thêm 20%, 30% hoặc thậm chí 50%, 100%. Nó đến từ cái việc là mỗi thành viên trong đội nhóm hoặc là 20% những cái người trong đội nhóm của các anh chị là những cái người nhân tố tiềm năng, họ cố gắng hơn 20%, 30% trong tháng đó các anh chị. Các anh chị hình dung à? Mình đừng có khinh thường cái 20%, 30% cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng, cái kết quả của một người nào đó trong đội nhóm của mình các anh chị. Nó chính là một cái câu chuyện truyền cảm hứng, nó chính là một cái tấm gương noi theo, nó chính là một cái động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất để mà đội nhóm của các anh chị có thể là gì các anh chị? Có thể tạo ra cái kết quả lớn hơn 50%, 100% các anh chị. Bây giờ các anh chị muốn có một cái nhân tố tiềm năng, các anh chị biết là các anh chị phải dẫn dắt họ tới 6% là cái đích, đúng không các anh chị? Nhưng làm sao để dẫn họ tới cái đích đó các anh chị? Nếu như các anh chị không ngồi xuống và đặt mục tiêu với họ một cách rất cụ thể và chi tiết cho tháng đó, thì coi như các anh chị đã gọi là làm hại họ, làm họ mất đi một tháng ở trong business. Một nhân tố tiềm năng mà tháng đó không có một cái mục tiêu cụ thể thì không được gọi là nhân tố tiềm năng. Các anh chị hãy lưu ý cái điều đó nha các anh chị. Trong cái kinh doanh của mình muốn dẫn dắt một người nào đó, mình muốn một người nào đó làm theo mình một cái việc gì đó, thì tất cả mọi thứ đều phải được quy về mục tiêu. Và các anh chị muốn cái tháng đó các anh chị trở nên dễ dàng, các anh chị muốn tháng đó của các anh chị trở nên trọn vẹn, các anh chị muốn tháng đó của các anh chị làm việc một cách có hiệu quả, thì hãy bắt đầu ngay từ cuối tháng trước với những cái mục tiêu rất là rõ ràng cho những cái nhân tố tiềm năng của các anh chị. À, nếu như mà có một cái cơ hội nào khác thì ông sẽ nói với các anh chị về cái việc đặt mục tiêu cho nó hợp lý. Nhưng mà ông nghĩ cái chủ đề này thì các anh chị cũng đã được học rất là nhiều với lại là những anh chị tổng đại lý khác rồi, nên là mình sẽ không nói sâu vào cái việc đặt mục tiêu này nữa. Nhưng có thể khẳng định đặt mục tiêu là vô cùng quan trọng, và bản thân ông luôn luôn rất là hứng thú trong cái việc đặt mục tiêu. Và có thể nói rằng là mình có một cái độ cảm rất là tốt với cái việc đặt mục tiêu các anh chị. Và ông từng làm được những cái việc là gì các anh chị? À, có nghĩa là gì? Một cái người không có mục tiêu gì hết, nhưng mà sau khi gặp mình đặt cái mục tiêu cho họ thì ngay lập tức họ giống như một cái người khác mà người ta lột xác hoàn toàn các anh chị. Tháng sau nữa người ta sẽ có những cái sự tăng trưởng rất là gọi là gì các anh chị? À, tốt trong cái hoạt động kinh doanh này các anh chị. À, thì mình sẽ có những cái chủ đề khác, và ông nghĩ rằng là tất cả các anh chị tổng đại lý ở đây người ta đều có thể hướng dẫn cho các anh chị cái việc đặt mục tiêu đó. Nhưng ông khẳng định với các anh chị một lần nữa, nhân tố tiềm năng sẽ không là nhân tố tiềm năng nếu nhân tố tiềm năng không có một mục tiêu rõ ràng trong tháng đó các anh chị. Hãy nhớ cái điều đó. Rồi ok, vậy thì ở đây là một cái phần nho nhỏ thôi, để mà các anh chị không có bị loạn thì ông cần các anh chị tổng hợp lại cái tổ chức của các anh chị. Tại vì các anh chị cũng biết là dạ, muốn nếu như các anh chị muốn lên được một sao thì các anh chị phải giỏi cho vấn đề về bán hàng. Nếu như mà các anh chị muốn lên được 2 sao thì các anh chị phải giỏi cho vấn đề về tuyển dụng. Nếu như mà các anh chị muốn lên, tất cả các anh chị ở đây mình đã lên được 3 sao rồi, thì cái vấn đề về bán hàng, vấn đề về tuyển dụng có thể nói là mình đã trải qua, mình đã hoàn thành tốt, coi như là chưa biết xuất sắc hay không, nhưng chắc chắn mình phải đạt được nó ở một cái độ nào đó rồi thì mình mới có thể có mặt trong cái buổi ngày hôm nay. Nhưng từ cái lúc mà các anh chị lên 3 sao trở lên thì các anh chị sẽ phải bắt đầu làm quen với việc mình bắt đầu phải tổ chức cái đội nhóm của mình. Mình phải bắt đầu là gì các anh chị? Có những cái hoạt động tổ chức, nó rất là quan trọng. À, mình phải có một cái tổ chức nó gắn liền với cái sự chăm sóc. Thật ra thì 3 sao, cái điều đầu tiên nó gắn liền với cái sự chăm sóc nhiều hơn. Nhưng mà cái chăm sóc sâu hơn, cao hơn, nó sẽ trở thành tổ chức. Thì kể cả là chăm sóc hay tổ chức thì nhiều các anh chị 3 sao ở đây mình sẽ bị loạn. Tự nhiên mình thấy nó quýu quá. À, có nghĩa là gì các anh chị? Giờ bắt đầu có thêm người, có thêm việc, cái là cũng không biết là phải làm như thế nào. Thì ở đây là một cái công thức mà Ấn đã đối chiếu nó vô với lại là cái hệ thống cấp bậc của BSAY. Và mình đã có một cái quá trình mình trải nghiệm, mình có một cái quá trình mình làm, mình có một cái quá trình vận dụng, và mình cũng có một cái quá trình mình hướng dẫn cho một số các anh chị khác, và mình quan sát cách họ làm và mình cũng thấy nó hiệu quả, và mình cảm thấy là nó quật ở trong cái hệ thống kinh doanh của BSAY. Nên là mình sẽ chia sẻ cho các anh chị và mình sẽ nói nhanh thôi. Cái phần này mình sẽ nói 5 phút thôi, để mà các anh chị không có bị rối trong cái việc mà mình vận dụng cái này trong cái hệ thống kinh doanh của các anh chị. Khi mà các anh chị lên 3 sao, các anh chị bắt đầu tham gia vào những cái vấn đề về tổ chức và chăm sóc, thì các anh chị hãy triển khai nó theo cái tam giác thác này các anh chị. Nó gọi là cái công thức why, how và what các anh chị. Tất
cả mọi tổ chức hiện tại nó vận hành chân chu, nó đều phải hoạt động dựa trên những công thức này các anh chị. Đó là gì các anh chị? Nó phải có đủ 3 tầng, tầng why, tầng how và tầng what. Nó không có thể nào lẫm một cái tầng nào hết. Giống như cái tầng what là cái tầng làm cái gì các anh chị. Nếu đối chiếu vào một cái doanh nghiệp á, thì đó chính là những cái người nhân viên, những người trực tiếp tạo ra cái kết quả các chị. Họ là những cái người cày số làm việc mỗi ngày, trực tiếp làm đi vào chi tiết. Đó là những cái người nhân viên các anh chị. Nhưng mà nếu như một cái công ty mà chỉ có những cái người nhân viên cũng không bao giờ có thể phát triển lớn được, mà nó cần một cái tầng ở giữa, cái tầng trên cái tầng nhân viên đó, đó chính là những cái người trưởng phòng. Những cái người trưởng phòng này người ta sẽ làm cái gì các anh chị? Người ta sẽ làm cái việc là how, có nghĩa là gì? Làm như thế nào. Người ta sẽ hướng dẫn cho những cái người what, người ta sẽ kèm cặp những cái người what là những cái người làm cái gì á, để mà người ta có thể làm tốt được những cái việc đó. Là cái tầng làm như thế nào. Cái tầng làm như thế nào nó sẽ quyết định cái tầng làm cái gì nó sẽ hiệu quả hay không. Nhưng mà để có một cái tầng làm như thế nào mà nó trơn tru và nó hiệu quả thì không phải là chỉ có dừng ở đây mà xong. Có nghĩa là trong công ty không thể dừng lại ở cấp bậc chỉ có trưởng phòng và nhân viên, mà cần phải có thêm một tầng nữa các chị. Đó là tầng giám đốc. Và cái tầng giám đốc này nó là làm cái công việc gì là chủ yếu các chị? Đó là truyền cảm hứng cho những cái người ở cái cấp bậc trưởng phòng, cho những cái người làm cái gì là cái cấp bậc nhân viên, người ta hiểu được là tại sao người ta phải làm cái công việc đó. Và rất là nhiều những cái cơ quan, rất là nhiều những cái đơn vị người ta đánh giá sai cái công thức này. Nhiều cái công ty người ta không làm được cái điều này các anh chị. Và tất cả những cái công ty lớn như Microsoft hay là như là Walt Disney hay là bất cứ một cái công ty như Apple hay là gì các anh chị, người ta đều phải vận dụng theo công thức này. Người ta có những cái người sáng lập như Steve Jobs hay như Bill Gates các anh chị, là những cái người làm rất là tốt ở tầng why, là những cái người truyền cảm hứng, là những cái người cho những cái người nhân sự ở bên dưới biết là người ta tại sao người ta phải làm cái đó, người ta phải bùng cháy như nào, người ta phải làm nhiệt huyết như nào các anh chị. Thì đó là cái tầng why. Nhưng mà nếu như tầng why làm tốt cỡ nào đi nữa nhưng không có một cái tầng how tốt, là những cái người mà người ta sẽ nói cho những cái người bên dưới người ta biết là người ta phải làm cái gì, người ta sẽ follow những cái người làm cái gì đó một cách hiệu quả các anh chị, là cái tầng how á, thì cái doanh nghiệp đó nó cũng không phát triển được các anh chị. Nên đây là một cái cơ cấu tổ chức bền vững nó cần phải có, và nó được vận hành một cách trơn tru. Vậy thì nếu như mà nó đối chiếu cho mấy kinh doanh của DC các anh chị, thì cái tầng what ở đây chính là những cái người nhân tố mới của mình. Những cái người mới của mình, người ta sẽ vào là người ta phải cụ thể là gì các anh chị? Đi bán hàng, đi tuyển dụng, đúng các anh chị? Thì đó chính là cái tầng quát. Tuy nhiên để mà các anh chị có một cái tầng quát mà làm việc hiệu quả thì các anh chị cần phải có một cái tầng hao làm việc hiệu quả. Tầng hao ở đây là gì các anh chị? Đó chính là những cái người 6%, những cái người 9% của các anh chị. Cái người tầng hao làm sao để hướng dẫn cho cái người tầng quát hiệu quả các anh chị? Chỉ trừ khi cái người tầng hao là những cái người đã trực tiếp làm những cái điều đó, những cái người đã từng làm cái bán hàng, từng làm cái tuyển dụng đó, thì bây giờ các chị hướng dẫn cho người ta how là làm như thế nào, mà thì các chị phải hướng dẫn cho những cái người 6% đó, 9% đó làm như thế nào với những cái người ở tầng quát là làm cái gì các chị. Và cái việc mà các chị hướng dẫn tốt tới đâu cho những cái người ở tầng how là những cái người 6%, 9% thì nó sẽ làm cho cái kinh doanh của các chị nhẹ nhàng hơn. Và ở cái tầng này thì ông hay nói vui là gì các chị, mình phải nuôi cho mình một cái đội gà nhà các chị. Mình phải có những cái người thiện chiến, mình phải có những cái người tài giỏi là 6%, là 9% ở xung quanh mình. Mình thường xuyên nói chuyện, mình thường xuyên trao đổi, mình thường xuyên tác động để mà mình có thể phát triển cái năng lực cho họ các anh chị. Cái điều đó nó rất là quan trọng. Và bản thân mình sẽ phải đi sâu xuống dưới. Mình phải làm việc với tầng hao và thỉnh thoảng mình phải cùng với tầng hao đi xuống dưới và gặp tầng quát và nói chuyện các anh chị, bởi vì cái việc của mình là giữ cho cái cơ cấu này được bền vững ở cái vị trí tầng quay. Thật ra thì cái bài học này tất cả các anh chị đại leader các anh chị mình đã được học hết rồi, nên ngày hôm nay Ấn chỉ nêu cái khái niệm này lại thêm một lần nữa thôi. Và có thể nó sẽ tùy theo cái độ cảm của từng các anh chị ở đây, mình sẽ có một cái độ cảm khác nhau về cái cấu trúc này, và mình có một cái độ vận dụng khác nhau. Tuy nhiên cái kinh doanh của các anh chị nó sẽ rất là hiệu quả khi mà các anh chị áp dụng cái này. Nó sẽ có cái sự chỉnh chu, nó sẽ có cái sự đồng nhất và nó sẽ có một cái sự gắn bó trong cái hệ thống của các anh chị. Cái điều đó rất là quan trọng. Rồi, thì cái công thức cuối cùng mà Ấn muốn các anh chị follow theo, và cái công thức này là công thức Ấn luôn luôn làm các anh chị. Đó là gì ạ? Cái kinh doanh của BC là cái kinh doanh hướng dẫn người khác mà, đúng không các anh chị? Mình giúp đỡ người khác chính là không có việc hướng dẫn người khác mà. Vậy thì làm cách nào để các anh chị hướng dẫn hiệu quả nhất? Các anh chị hãy đi theo cái công thức này. Đa phần trong cái quá trình các anh chị hướng dẫn, tại sao cái thời gian đầu các anh chị hướng dẫn thì cái người đó nghe các anh chị, nhưng sau đó người đó không còn nghe các anh chị nữa? Và tại sao mà có những cái người lúc đầu người ta làm với các anh chị rất là hiệu quả, nhưng mà sau đó người ta lại lơ các anh chị ra, người ta lại không có làm việc với các anh chị nữa? Thì đôi khi nó do trong cái quá trình hướng dẫn của các anh chị không làm chuẩn theo 4 bước này. Các anh chị hình dung như này, 4 bước của mình là gì?
tell, show, try, do các anh chị. Bước thứ nhất đó là nói cho họ biết họ phải làm gì. Show là gì các anh chị? Chỉ cho họ thấy họ phải làm điều đó như thế nào. À, thường đa phần các anh chị á, là mình lại không có có nói cho họ là gì các anh chị, là họ biết là họ phải làm cái gì. À, mình không có đi từ những cái bước này các anh chị. Mình cũng không cho họ thấy là chúng ta đang làm cái điều đó như thế nào. Mình chỉ nói họ phải làm cái này, phải làm cái kia đi. Nhưng mà mình không cho họ thấy là cái việc mà mình đã làm như thế nào các anh chị. Cái việc mà các anh chị thông qua cái việc mà các anh chị làm á, để mà cho họ thấy á, nó quan trọng lắm các anh chị. Và nhiều các anh chị là chỉ làm bước số 1, bước số 2 thôi, là nói cho họ biết họ phải làm gì rồi, cho họ biết cái lý do tại sao rồi đó. Nhưng mà khi mà các anh chị làm cùng với họ, à các anh chị cho họ thấy cái cách các anh chị làm rồi, nhưng các anh chị lại không có làm cùng với họ ở bước thứ 3. Hoặc là khi mà các anh chị làm cùng với họ rồi, nhưng các anh chị lại không có tin tưởng, không có ủy quyền, không có động viên họ. Họ cảm thấy các anh chị không có một cái sự hoặc đồng điểm với họ. Họ cảm thấy các anh chị không có một cái sự tin tưởng ở các anh chị. À, thì người ta sẽ không có làm một cái động lực mạnh mẽ. Nên các anh chị hãy nhớ bốn cái bước này. Mình làm chuẩn từng cái bước một và nó có một cái sự liên kết với nhau, thì các anh chị sẽ có một cái quá trình các anh chị dẫn dắt, cái quá trình mà các anh chị hướng dẫn tốt. Thì đó là những cái nội dung mà mình trao đổi với các anh chị. Thì thật ra thì mình còn rất là nhiều điều muốn trao đổi với các anh chị nữa, nhưng mà trong cái thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì mình chỉ có thể kết thúc ở đây thôi. Và hy vọng rằng là trong số những cái phần ngắn ngủi của bản thân Ấn, cũng như là những cái phần trước đây của Úc My, xa hơn nữa là những cái phần liên quan tới chuẩn chỉnh về mặt mô hình, về mặt kinh doanh, liên quan tới chính sách trả thưởng, liên quan tới chính sách về pháp lý, liên quan tới hệ thống, nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái bức tranh tổng quan hơn. Ấn nghĩ rằng là sau ngày hôm nay các anh chị có khá là nhiều những cái điều để các anh chị sẽ suy ngẫm, và các anh chị có thể ngồi lại với lại cái người leader của mình để mà mình ngẫm nghĩ về những cái bài học này. Tuy nhiên đây là một cái chương trình huấn luyện chính thức của công ty, và nó sẽ là một cái hành trang cần thiết, một cái hành trang chính thức, để mà từ đây các anh chị có thể là gì các anh chị phát triển lên hơn nữa, đúng với tinh thần của cái chương trình này. Đó là gì? Cùng tin tưởng và cùng tiến bước. Kiến thức thì còn rất là nhiều cái để mà các anh chị có thể học. Tuy nhiên mình sẽ phải kết thúc cái chương trình này ở đây. Và một lần nữa là gì các anh chị, cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cái buổi ngày hôm nay. Vẫn xin gửi một cái lời chúc tới tất cả các anh chị là mình sẽ có những cái bước phát triển vượt đột phá, và vào năm sau Ấn sẽ có cơ hội gặp nhiều các anh chị hơn ở đây trong cái chương trình huấn luyện chính thức của công ty, dành cho những cái cấp bậc ở cao hơn nữa, như là đại lý chi nhánh, hay như là tổng đại lý, hay như là tổng đại lý vùng. Rồi thì một lần nữa là cảm ơn và rất là trân trọng cái tinh thần IPO của các anh chị. Mình đã tham gia xuyên suốt từ sáng cho tới tận giờ phút này, và tới bây giờ Ấn thấy rất là nhiều các anh chị vẫn đang ghi chép và vẫn đang là với một cái tinh thần học tập cao độ. Thì đó chính là cái tinh thần IPO. Và hy vọng rằng là cái tinh thần IPO từ cái chương trình này, chúng ta sẽ lan tỏa nó về cho đội nhóm của chúng ta, và chúng ta sẽ không dừng lại và gói gọn cái tinh thần IPO ở trong cái chương trình này, mà nó sẽ xuyên suốt trong cả cái hành trình sắp tới của chúng ta. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những cái chương trình lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn sự chia sẻ của anh Ấn ạ. Và em tin tưởng là những cái điều mà anh chị đã cùng nhau trao đổi trong ngày hôm nay chắc chắn là sắp tới đây công ty sẽ được vinh danh rất là nhiều anh chị đại lý 3 sao, cũng như là đại lý đờ, đại lý chi nhánh và tổng đại lý. Thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh Trần Thiên Ấn, anh Đinh Quốc Lương, anh Trần Anh Tuấn, Trần Mỹ Hằng và chị tổng đại lý cùng là chị Úc My. Và chân thành cảm ơn tất cả anh chị đại lý đã dành cái thời gian quý báu của mình để tham gia chương trình. Và em xin chúc mừng anh chị đã hoàn thành xuất sắc cái khóa huấn luyện, giấy chứng nhận về khóa huấn luyện, cũng như là những cái file thông tin ở trong chương trình thì em sẽ gửi tất cả qua email của anh chị. Và lời cuối cùng thì em xin chúc với anh chị là mình sẽ có một cái tuần thật là vui vẻ, ý nghĩa cùng với gia đình, người thân và đội nhóm của mình. Và xin hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những chương trình tiếp theo của Vsai. Dạ vâng, em xin chào ạ. Tất cả mọi người, cảm ơn công ty, cảm ơn Thiên Ấn, cảm ơn Mi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Ấn. Xin chào cả mọi người. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Mi. Cảm ơn mọi người.